Gán quay đi hồi cái tay xúc cái ngón tay ra là thành công. Lấy cái bao tử nó ta làm trong y học. Mai các bạn hello các bạn. Nãy giờ quay mấy cái kia là các bạn thấy hôm nay mình sẽ mời các bạn ăn gì ha. Cá hấp. Cá hấp. Cá hấp cá sủi trắng đúng không? Cá sủi trắng. Hấp với bún tàu. Với bún đậu mắm tôm. À bún đậu mắm tôm. Thì cá sủ trắng này nó rẻ hơn cá sủ vàng. Cá sủ vàng này, cá nước cá sủ vàng thì mấy chục triệu một con, cá sủ trắng này chắc cũng mấy trăm ngàn con, rẻ hơn. Không phải đại gia ăn cá sủ vàng ha. Hôm nay mời các bạn ăn ăn cá nhưng bún đậu mắm tôm ha. Còn vài ngày cuối thôi. Ở đây. Tranh thủ ăn với gia đình. Trắng miệng seri luôn. Seri. À rất là đông ha. Đây đồ mua về Mỹ đây. Bánh kẹo. Cơm cháy nè. Cơm cháy chà bông mà chà bông không đem về Mỹ được. Đây thằng em mình đang cắt cà pháo ha, ăn mắm tôm. Món này của miền Bắc ha. Ê, nó gì? Miền Bắc. Mà ăn ngon lắm. Mình cũng thích ăn này đó. Ăn thử đi. Thôi có chấm mắm tôm ăn mới được. Đồ lau. Lau tay mà để ngăn đá rồi lấy gì xài. Trời ơi, cực khổ quá đi. Ở đây mọi người đang chuẩn bị công tác đó. Làm đồ ăn. Đầu con cá sủ vàng to nhìn đẹp dữ ta. Nhìn hết hồn luôn. Ngon lành cành đào luôn. Rồi chúng mình mời các bạn ăn thôi. Ta cùng ăn nhé. Đây là cá hấp nè. Này bún tàu phải không? Bún tàu. Bún tàu bên đây bự quá. Đâu ta bự quá hả? Bự rau đưa bánh hấp. Cái này tàu gì vậy trời? Sao nó cứng cứng vậy nha? Bún tàu này sao thấy nó cứng cứng vậy? Mẹ không cắt bún tàu này ra, không cắt. Tàu cứng hả? Mẹ mà. Cứng rồi mà cứng. Bún tàu bên đây bự không? Mềm. Mềm. Mà ở trên hay cứng á. Ừ. Mẹ con cái chén. Ngon vậy ngon mà. Nó nấm nữa. Ăn trong nồi luôn. Nấm nè. Nhân ăn ớt nè. Hả? Nó gần ngon không? Nhân đang đứng câu thời gian ai sai gì sai luôn lượm. Đây chuẩn bị ăn bún đậu mắm tôm. Đi cá ra trước cho nó. Đó. Ăn tới không? Tới ăn đi. Thiếu giả. Thiếu rồi đưa bánh thịt quay qua cho tao. Dạ. Cơm. Thì đi ngay chợ mua. Đi chợ mua cưng. Dạ mày mua đi cưng. Thịt. Tao sáng giờ. Thịt luộc. Nhìn thấy tay tao nó móp dần nào thấy không? Luộc mắm tôm đâu? Thì để anh ăn ké này. Nhiều quá vậy. Mắm tôm chấm mắm tôm thôi. Mắm tôm. Dập cá rồi ra. Quá đã. À, ăn nhìn thấy ngon không? Ngon quá ngon. Thịt luộc chấm mắm tôm ngon quá. Đó, tao nhiều đó có 80 ngàn. Còn mấy khách khứa ra hả? Bữa mình mua 120 vậy chút xíu à. Ăn cá đi. 80 ngàn với 10 ngàn cà pháo, 90 ngàn. Ăn ở nhà lúc nào cũng rẻ mà. Dạ mắm nè. Cà pháo ngon à, nó không có mềm. Giòn. Mập gấp lia lịa nấm luôn. Tàn sát nấm mà. Cho miếng tàu hũ này. Một chút tàu hũ đây. Đây. Tàu hũ à. Hũ thôi. Bước tàu hũ thôi các bạn. Cái mâm tôm. Đồ ăn cá vào. Cá nhiều tốt. Đồ chấm mắm tôm ngon quá. Hôm nay gấp vài miếng để mai ăn nha. Được rồi để. Ngon quá. Cái gì cũng tàu hủ cái gì. Ngon quá. Cá ngon mà. Cá ngon. Ăn đi. Cá sủi. Cá sủi. Con ăn bao giờ chưa? Không. Con ăn bao giờ chưa?
Ngọt quá vậy? Cá thử nó không có cứng. Nó ăn bao giờ chưa vậy con? Có ăn bao giờ chưa? Chưa. Con chưa ăn luôn hả? Chưa. Mấy chục năm chưa được ăn rồi. Ở đâu có đâu hả? Cá ơi. Ủa vậy đây nó sao mẹ có vậy? Nó ăn lên mà thấy nó đang ngớp nè, mà hỏi chầm sáu á. Chầm sáu ký hả? Có mấy ký? Ký lô 3, 208 ngàn. Con 200 mấy ngàn. Dạ. Đồ ăn đây ngon. Dạ. Dạ. Ngon. Mập đang vậy mập. Mình tàn sát lắm gồm dữ bạn. Bầu ăn gì vậy bầu? Ăn bún. Bầu ăn bún. Tôm khô, ăn gì tôm khô? Ăn cốm cộng hành luôn. Ăn gì mập? Tàu hũ. Hũ. Mình cũng thích ăn tàu hũ nhưng mà mình thích ăn thịt luộc hơn. Luộc chấm mắm tôm. Thịt luộc chấm mắm tôm. Thích ăn này hơn. Ngon quá. Ngon. Ngon ha. Ngon quá ngon. Bánh tôm ngon quá hả? Anh đang làm á. Tàu hũ ngon này. Chấm mắm tôm ngon quá. Ăn đậu quá ngon. Hôm qua giờ rước mà lấy giá cho tinh trên biên hòa rước hai lạng cũng ngon hết trơn. Dạ. Để đưa mẹ ngoan ăn đi. Cho chút mắm tôm nữa rồi. Cái cá này không có tâm ha. Thôi để mà. Để mẹ ngồi xuống ăn. Ăn đi ăn đi. Những cánh tay thon thoát. Cá ngon hay nha. Dắp những con cá. Dắp gì nó ngon. Ngon lắm nó ngon. Cá da không vậy? Cái da nó giòn. Cái da có bún lô đất thịt ron. Omega. Con cá có nhiều omega. Ít rồi nhà này, ít rồi. Cá. Thằng ngồi đang vui, ngồi đất ăn mát đít. Trời ơi. Ngồi đất ăn mát đít ghê ta. Cá này ngon. Cá chấm tương ngon các bạn. Chấm thấm. Thấm nặng, tương dừa hết. Tương dừa không? Dừa ăn ngon. Mời các bạn ăn chung với nhà mình. Mời các bạn ăn chung ha. Quá ngon. Thôi bệnh mỗi lần mà muốn ăn bún đậu mắm tôm là phải chạy hơn nửa tiếng hồ mới có ăn. Phải chứ ăn luôn á, một năm trời ở bệnh không có ăn. Hỏi gì đứa có ăn không? Không có ăn bệnh. Có xong nước ngọt á. Về đây ăn, tranh thủ về đây ăn. Ở trên ngọt không? Ngọt. Có chủ nữa. Ngon. Ngon quá ngon. Ngon, thấm rồi. Thêm cà pháo nữa. Ừ. Ngon lắm. Băng mập ăn gói gỡ cuốn à. Gỡ cuốn là nghề của băng mập á. Cái gì bà gói cũng được chứ. Gói tuôn cá. Hàng sớm này không được. Đuổi ra. Thôi đuổi ra. Được. Hàng sớm này sao được. Đây không biết, con không biết luôn. Biết gì vậy? Gói gỡ cuốn. Giờ gỡ cuốn làm gì không biết gói. Em biết nha. Nhà đẹp hay không thôi. Ừ đẹp không thôi, ai mà cũng gói được. Gói 7321 được nhiều. Thân chịu hàng sớm. Hàng sớm cho một cái gỡ cuốn. Cá này chịu ở đông thì mới dám ăn. Ăn cho hết. Cá không này đẹp. Ừ, cho xin dưa leo. Ngon quá. Ngon nè, có chả cốm nó ngon. Mình đâu ai có làm đâu. Đúng không? Rồi, biết làm chả cốm không? Em biết lắm, mình biết mẹ làm. Mẹ làm chả cốm không? Có. Ăn được không? Có, hỏi tiền không? Ngon, rất ngon. Bởi vì tao nghe đứa nào nói ngon lắm. Không, không thiệt. Đủ em. Mà cực quá không? Nó cực lắm hả? Ở ngoài nó bán sẵn mình mua về anh chiên mà. Nhưng mà nó mắc. Nhưng mà mắc. Mà làm mắc nhưng mà cũng tập. Mà làm một ký thịt nửa cái chả. Ừ. Nhồi mà xong hấp xong chiên. Nhiều. Tính là 200 mấy ngàn rồi. Hai trăm rưỡi. Còn nếu mua ở ngoài. 300 á, mà mình thêm mấy cơm của mình cỡ gần 2 kg. Mà sợ ăn không ngon đúng không? Ừ, nhưng không hợp vậy. Nhà làm đồ ăn ngon vậy.
Cả nhà làm là ngon. Hay những gương mặt chỉ ăn thăng thoát mà ăn không nói nên lời. Hay ăn bầu đem khô nè. Và hai con mập này nữa. Con mập này nó ăn qua ăn. Nè ăn đi, ăn như vừa bà ông bà. Mới cho một cuốn á. Ờ, có, ăn cho vừa lòng tôi. Thầy ế đâu rồi? À, cuốn, ăn đi. Nó ngồi đất ngồi ăn gì cho nó mát các bạn. Ngồi trên bàn làm gì cho nó cực. Rồi, cuốn đi. Có bàn nha, có bàn không ngồi đó, ngồi đất không? Ngồi đất chỗ vui. Mát. Ủa cái gì nấu cà cao mà, cái gì đó. Cà pháo mắm tôm. Món này nhậu cũng ngon. Có béo. Ăn chấm cỏ xương nhất, xương này, ăn cỏ. Rồi, ghé ăn chấm cỏ quỷ. Xương luôn ăn. Xương chi. Ngon quá. Trời ơi, con cá ăn nãy giờ mà còn một đống luôn á. Hết rồi ông ơi, còn này nó không ơi, dưới này nó hết rồi. Còn này nó còn hết. Trời ơi, kìa một đống kìa. Đâu, ở đâu nữa? Đó, một khứa bà bán nện luôn. Trời ơi, lấy nó ăn, nãy giờ tôi nhường hoài. Trời ơi. Ai kêu nhường? Ăn đi đâu, mày sống sao hết. Ăn đi, ăn không có hết đâu. Tối đi ăn tôm hùm rồi. Ăn tôm hùm baby. Tao ăn tôm hùm baby à? Không, bé phải đi ăn được. Bé hẹn anh ăn kia đó thì bé hẹn anh kia lại hả? Tối em sẽ nhắn tin cho nó, em gọi tiền đi. Ừ. Đúng rồi. Nhà đang cần em, nhà đang cần em gọi cho nó. Em có giờ đó em cứ phải tham thoải mái. Cá này ngọt các bạn, cá này không có nướng được mà. Mẹ cá này có nướng được không mẹ? Cá này có nướng được không? Nướng không được nhưng ngon lắm. Nướng với bạc hả? Cá mắc tiền các bạn. 160.000 một ký. Có mình ăn với ai đâu ạ? Rồi thiếu chai thì người ăn. Mẹ ngán quá mày ơi. Hả? Ngán hả? Ngán tiền lắm. 160 ký. Mấy nhà giàu đừng lo. Chỉ mình nghèo mình còn ăn được mà huống gì nhà giàu ăn không được. Đúng không? Thích ăn thôi. Cái gì em cũng ăn được chứ. Mập mập bạn mập cho cuốn bạn mập. Cho em rồi. Mày không cuốn nữa, mày kêu chị cuốn mày ăn nữa. Ừ, mà có tao có chân mà. Mà có tao có chân mà. Anh có, tao không làm. Mắc quay phim à. Anh cũng mất ăn rồi. Đúng không? Hai vấn đề nó khác nhau lắm á. Đúng. Bỏ ra đi. Bỏ ra đi. Khoan. Một lần nhiều. Mặc đang gón. Gói gói cuốn cho mình đó. Đấy rồi. Cuốn ca nè hả? Cho nó đủ dai vậy. Ăn từ lớp dưới chứ trời. Ngon. Nó hòa quyện với nước chấm. Hòa quyện. Ủa? Quá cho tôi à? Quay vậy? Nè anh, nhìn đi, nhìn thấy mấy nghe. Nè, ăn đi. Ăn đi. Ừ, ăn cho vừa lòng mày. Ăn đi rồi. Ăn cho vừa lòng mày. Rồi sao, ngon không? Nước chấm vừa miệng. Vừa miệng là sao? Cái gì nữa? Cái thơm mùi gì vậy? Mắm tôm. Ờ, mắm tôm thơm quá ha. Vậy qua thơm mùi nhang. Thơm mùi cao, nữa thơm mùi rau giáp cá. Ờ, vậy đi. Nó hiền đi nha. Mắm tôm này sức lên người thơm lắm không? Mắm tôm này em làm cho anh cho. Ừ, gán sức cái kinh. Mắm mập, có chân cuốn mập. Cái mỏng manh dễ vỡ. Mọi người ăn cá thì con ăn gỏi cuốn. 40, ngon năm, quá 40, các bạn. 50, ăn có mấy cuốn mà nó ngon. Mình ăn tính ra nhau. 200 mấy. Bao nhiêu tiền? 300 mấy. Dễ lắm rồi, cho 400 ngàn. 400 ngàn. Ủa, bà chảy tiền gà chưa? Ôi, 600 ngàn. Cái này được 600 ngàn. Mỗi heo quay mà. Heo quay 200 ngàn. Thôi không có tính vào bữa ăn. Tính cá với kia. Ủa, heo quay cũng muốn ăn ăn luôn mà. 600 ngàn. Heo quay. Có đâu mượn mua heo quay đâu. Heo quay con ăn sáng. Con có ăn à, con ăn bánh mì với bla. Dạ anh có ăn không? Con quá trời đất. Dạ anh có ăn có tính. Không. Dạ anh có ăn. Ăn cá sớm ăn mà. Ăn sớm nó viền anh ăn. Cái phết lên luôn đi. Đó. Có hai vợ chồng mà quất 6 chén nước chấm. Thì con chén qua nha. Mình có 5 chén một tô. 5 chén một tô. Quá dữ. Còn đỡ hơn đi ăn tôm hùm xay qua xay lại ha, đỡ cua, đỡ tôm ở dưới chùm bạc. Nó ai vậy? Nó ai vậy? Có này mời các bạn ăn nè.
ba con cua mà cứ tốt 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 seri nhà giàu tăng cherry, nhà nghèo mình ăn seri. Con tức quá trời đất, còn có mấy trái hôm qua này mua mẹ ba chục trái kia mọi người, ba chục trái seri cũng ngọt lắm bạn. Nghe có xong hỉ không? Có đám cưới không? Có đám cưới không? Cô người Tàu á? Mở 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 ra coi nữa coi. Không biết luôn á. Đập hợp ơi. Đập hợp, đập hợp, đập hợp. Ê, cái gì khác? Ê, có cái mùi khét rồi kìa. Ngoài đó kìa. Hết rồi. Trời ơi, ai đốt đi. Ờ, để xuống xuống. Đó đâu phải bánh lậu đâu. Trời đây bánh giống bánh mèo. Bánh mèo vậy? Bánh mèo hai cái luôn, dở lên cái nữa. Dở lên. Ờ, cái bánh nữa. Đó. Ờ, dưới còn cái bánh nữa nè. Thì hai thứ. Ờ, mềm dẻo. Ừ, để bánh dinh mè láo mà ấy mà ngon á. Ngon hả? Ừ. Ngon á. Ngon bánh gì luôn á? Bánh đậu phộng với bánh mè mè dẻo. Đậu phộng thôi, nhìn kỳ quá, ăn chắc không ngon. Trời, xin lỗi bạn ha. Mày ăn mà mày ghiền luôn á. Xin lỗi bạn. Rồi. Vậy chị vậy bạn gỡ cho con xin miếng thôi. Con có miếng thứ hai luôn ha. Con gỡ cho anh chút nha bạn. Nè, thử đây. Đây. Đây đám cưới của tôi đó. Đám cưới của tôi nè. Ăn thử. Nè. Bữa giờ tôi mới được ăn đó. Trời ơi, ăn như bánh đậu phộng luôn. Khác thì đâu. Nhưng mà nó ngon hơn, nó giòn giòn hơn. Đậu phộng nào không giòn? Đậu phộng kia ăn nó kẹo dính tường hơn. Ngon quá. Thôi nghỉ, nhiều rồi. Nè. Xong về. Thôi không ăn không? Cho ăn bạn mẹ. Bye bye.